giàu hay nghèo cách nhau bởi suy nghĩ. Tiền được hút đến bạn hay bị đẩy ra khỏi bạn là phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Trước khi bắt đầu video này, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Tôi cũng đã từng là một học sinh ngoan, tôi ngồi trên ghế nhà trường và đứng đầu lớp và một trong những học sinh khá là tốt của trường. Và năm 10, lớp 12, năm cấp 3 tôi cũng đã từng đi thi những học kỳ học thi học sinh giỏi và tôi đạt giải kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay Casio và đạt huy chương đồng cấp quốc gia. Và điều này không có nghĩa là tôi sẽ trở nên giàu có. Lúc mà tôi là sinh viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhận ra rằng là không phải khi mà chúng ta vào một ngôi trường đại học danh giá là chúng ta sẽ trở nên giàu có, mà cái sự giàu có nó sẽ đồng nghĩa với lực hút tiền của chúng ta đủ mạnh. Nên là tôi may mắn biết đến cụm từ lực hút tiền ngay từ khi còn rất là trẻ. Tôi biết là bạn đang xem video, bạn cũng đã từng có những thành tích học tập rất là nổi trội, hoặc là những thành tích trong cái công việc, trong doanh nghiệp, trong cái công ty mà bạn đang làm việc. Tuy nhiên, cái thành tích đó nó không đồng nghĩa là chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Tôi rất là hiểu được cảm giác của chúng ta khi mà chúng ta có quá nhiều thành tích và để buông bỏ nó. Nếu tôi không biết đến lực hút tiền sớm thì giờ đây tôi vẫn là một người đi làm 8 tiếng mỗi ngày và nhận lương mỗi tháng. Tôi không biết lực hút tiền sớm thì tôi cũng không thể nào mà đi du lịch rất là nhiều nơi và cũng không quá lo lắng về vấn đề thời gian và thu nhập. Như vậy trong video này, chúng ta hãy cùng khám phá một khái niệm tên là lực hút tiền. Khi mà chúng ta biết đến khái niệm này và sử dụng tốt lực hút tiền thì chúng ta có thể làm ít đi một chút nhưng mà thu nhập của chúng ta sẽ tăng lên nhờ vào lực hút tiền của các bạn đủ mạnh. Và ngày xưa tôi cũng giống như bạn, tôi không hiểu lực hút tiền là gì. Nhưng điều tôi biết là tôi phải làm thế nào để lực hút tiền của mình mạnh nhất có thể, để tôi có thể trở nên giàu có. Và sau đây tôi liệt kê 7 điều giúp bạn có được khả năng hút tiền, một lực hút tiền mạnh hơn. Hãy cùng lắng nghe xem bạn có những cái điều nào và bạn nên cải thiện những điều nào. Và đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh, comment bên dưới để tôi biết rằng là bạn cảm thấy hữu ích về những điều này. Và cái lượt like, lượt comment, lượt share của các bạn chính là động lực để tôi có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái điều làm cho chúng ta trở nên giàu có hơn. Đầu tiên, số 1, hãy rõ ràng về số tiền bạn muốn kiếm. Ví dụ bạn muốn đạt thu nhập về 200 triệu một tháng hoặc là 1 triệu đô la Mỹ thì các bạn phải rõ ràng, con số đó ra. Bạn đừng nói là càng nhiều càng tốt, mà chúng ta hãy rõ ràng cái con số. Và đôi khi bạn đặt mục tiêu 200 triệu một tháng, bạn sẽ cảm thấy rằng là bạn chưa có gì, làm sao mà chúng ta có thể đạt được con số đó, đúng không? Các bạn hãy quên đi điều đó và quên đi cái cách làm thế nào để đạt được con số đó, mà hãy nghĩ về cái việc là bạn muốn, thực sự là bạn muốn con số của bạn là bao nhiêu. Hãy rõ ràng về con số bạn muốn có được. Ở mục số 1, chúng ta đã nghe về cái việc đặt mục tiêu. Bạn đã đặt mục tiêu cho chính mình chưa? Nếu bạn chưa đặt, hãy quay trở lại ngay và hãy đặt cho mình một con số. Bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền, cụ thể là bao nhiêu, trong bao lâu? Ví dụ như 1 triệu đô trong 5 năm, hoặc là 1 triệu đô năm bao nhiêu đó, hoặc là 200 triệu một tháng, hoặc 100 triệu một tháng, vân vân. Hãy đặt cho mình một con số nha. Ở mục số 2 này, tôi muốn chia sẻ cho bạn một khái niệm, đó là hãy yêu tiền. Yêu tiền là thế nào? Nếu mà bạn thực sự yêu một cái thứ gì đó, hoặc nếu bạn thực sự yêu ai đó, có phải là nếu cái điều đó nó có ở tận Bắc Cực, tình yêu của bạn đủ lớn thì bạn lên tận Bắc Cực để bạn tìm đó, đúng không nào? Đa số chúng ta đều chưa có nhiều tiền. Tại sao? Bởi vì đơn giản là chúng ta chưa yêu tiền đủ lớn. Chỉ ngay từ lúc này chúng ta phải trân trọng tất cả những cái số tiền mà chúng ta kiếm ra. Chúng ta phải yêu tiền nhiều hơn để mà tiền yêu chúng ta. Nghe một cái câu thần chú rất là quen quen: tôi yêu tiền để tiền yêu tôi, đúng không? Bây giờ chúng ta phải tập thói quen là yêu tiền. Yêu tiền bằng cách nào? Thì chúng ta hãy tập thói quen là khi mà chúng ta đặt một cái mục tiêu rõ ràng, con số mà chúng ta muốn đạt được, thì bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về cái con số mà chúng ta đạt được đó, suy nghĩ nhiều và ám ảnh về cái mục tiêu mà chúng ta sẽ đạt được. Quên cái chuyện là chúng ta làm thế nào đi, mà chúng ta hãy thực sự là ám ảnh về cái con số mà chúng ta đã sẽ đạt được ở cái mục tiêu kia. Và ban đầu có thể cái việc nghĩ về tiền nó là cái sự cố ý, bởi vì một người bình thường như chúng ta, một người
có thể là có những cái thói quen sinh hoạt nó chưa được giàu có, thì bây giờ làm thế nào để đổi sang một cái thói quen sinh hoạt của những người giàu, của những người là tập trung vào mục tiêu và kiếm nhiều tiền hơn, thì bắt buộc chúng ta phải cố ý. Chúng ta có thể cố ý suy nghĩ về tiền mỗi ngày, dành ra 5-10 phút, 20 phút, 30 phút suy nghĩ về cái mục tiêu tài chính, ám ảnh, thực sự ám ảnh về con số đó. Và chúng ta suy nghĩ như thế trong vòng 21 ngày, hoặc nếu những một số người lâu hơn thì là 90 ngày, thì chúng ta sẽ trở thành thói quen và chúng ta bắt đầu tìm kiếm làm thế nào. Khi mà chúng ta đã có thói quen suy nghĩ về tiền, suy nghĩ về mục tiêu, thì chúng ta sẽ một cách là tiềm thức giúp chúng ta tìm thấy cái con đường để đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Số 3, hãy loại bỏ bớt những thứ không liên quan để tập trung vào lực hút tiền của bạn. Cuộc sống của chúng ta xoay quanh bởi 4 yếu tố. Thứ nhất đó là suy nghĩ, thứ hai lời nói, thứ ba hành động, thứ tư là cảm xúc. Đầu tiên, suy nghĩ chúng ta để tập trung tất cả những cái nguồn lực, năng lượng của chúng ta suy nghĩ về tiền bạc, bởi vì mình yêu nó mà. Vì các bạn biết không, không phải là chúng ta làm gì mới kiếm được tiền, mà khi lực hút tiền của chúng ta đủ lớn thì tự nhiên tiền sẽ đến với cuộc đời của chúng ta thôi. Như vậy, để mà tập trung vào hút tiền thì chúng ta hãy suy nghĩ về tiền bạc nhiều hơn. Chúng ta thay vì hãy xem những tin tức lá cải, đọc những cái cuốn truyện tranh, truyện Doraemon hay những câu chuyện về hoàng tử công chúa hay là về soái ca v.v. thì chúng ta hãy tập trung vào đọc những cái cuốn sách liên quan tới tài chính hơn. Ví dụ như Nghĩ Giàu Làm Giàu, Gia Giàu Cha Nghèo, hay là những cuốn sách liên quan tới Tôi Là Giỏi Bạn Cũng Thế, những cái cuốn sách về self-help, phát triển bản thân để mà nâng cao về tư duy của chúng ta về tiền bạc, về quản trị tài chính, về quản trị thời gian, về tạo ra dòng thu nhập thụ động v.v. Và tương tự cho những cái tin tức mà chúng ta lắng nghe mỗi ngày, chúng ta hãy lắng nghe những, thay vì chúng ta nghe những cái chuyện về showbiz, về chuyện này kết hôn, người kia chia tay, người kia tan vỡ, người kia dính scandal, thì chúng ta hãy chuyển sang một cái thể loại tin tức mới, những tin tức mà nó liên quan tới dòng tiền, làm thế nào để có thể là phát triển về nguồn thu nhập cá nhân hơn, quản trị tài chính v.v. Và cảm xúc của chúng ta, thay vì chúng ta có những cảm xúc là đố kỵ và ganh ghét những người giàu, thì chúng ta thay vì như thế thì chúng ta bắt đầu là có cảm xúc tích cực hơn, yêu mến hơn những người xung quanh của chúng ta, những người mà đang có thu nhập giàu có nơi mà chúng ta muốn. Nghĩ sang là chọn những người bạn mới, những người mà họ cũng thực sự quan tâm tới tài chính và họ cũng khát khao làm thế nào để làm giàu. Làm giàu có nghĩa là tăng thu nhập của chúng ta và giúp đỡ nhiều hơn những người xung quanh, thay vì sống quá buông thả bản thân mình. Bắt đầu nói những cái điều tích cực hơn. Bạn không nên nói những cái điều tiêu cực như là tôi không đủ giỏi, hoặc là tôi không đủ tiền, nó quá đắt, tôi không đủ khả năng để mua nó, tôi không thể nào mà trở nên giàu có được. Thì chúng ta hãy thay bởi những ngôn ngữ tích cực, là chúng ta chắc chắn trong tương lai là các bạn sẽ đạt được cái thu nhập mình muốn. Hãy suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, nói nhiều hơn và loại bỏ bớt những cái yếu tố mà không liên quan để mà tập trung vào lực hút tiền của chúng ta mạnh hơn. Ví dụ như thay vì chúng ta nghe xem quá nhiều bộ phim Hàn Quốc khóc sức mướt, thì chúng ta chuyển sang những bộ phim hành động, phim mà về khởi nghiệp, về làm giàu, những cái bộ phim như Sói Già Phố World hay những cái bộ phim nói về những người khởi nghiệp điều tuyệt vời khi mà họ trở thành những người thành công. Bởi vì khi mà chúng ta tập trung vào tiền bạc thì tiền bạc của chúng ta sẽ mở rộng ra và những cái vấn đề khác sẽ thu hẹp lại. Tình cảm, về tình yêu, về những cái rắc rối, ganh tị, đố kỵ với đồng nghiệp, bạn bè hay là nhiều người xung quanh trong môi trường sống của chúng ta. Ok, kết thúc cái ý này thì mong là các bạn sẽ tập trung hơn về cái việc đó là dẹp bỏ những thứ không liên quan, tập trung vào lực hút tiền của chúng ta, làm thế nào để mạnh nhất có thể. Đến một ngày khi mà đủ lớn thì tiền của chúng ta rất là nhiều. Ok. Số 4, hãy kết nối với những người giàu hơn bạn. Nếu bạn chơi với 5 người nghiện rượu, bạn sẽ là tên nghiện rượu số 6. Nếu bạn chơi với 5 người hút thuốc lá, bạn sẽ là người hút thuốc lá số 6. Nếu như bạn chơi với 5 người giàu, bạn sẽ là người giàu số 6. Như vậy, cái việc chơi và học tập và chia sẻ với những người giàu hơn mình là rất là quan trọng. Để khi mà chúng ta chơi với những người giàu có khá giả hơn thì có thể bạn sẽ cảm thấy tổn thương, nhưng mà điều đó về lâu về dài sẽ tốt cho bạn. Nếu bạn thực sự mong muốn kiếm được nhiều tiền, nếu bạn thực sự mong muốn
tạo ra lực hút tiền của mình lớn thì hãy kết nối với những người giỏi hơn, giàu hơn mình. Hãy ra bên ngoài kết nối, sẵn sàng giao lưu học hỏi, làm cho mình năng động. Nếu như bạn chưa thực sự có nhiều tiền thì hãy làm cho mình trở nên hấp dẫn. Hãy tạo ra những nguồn năng lượng cho những người xung quanh. Hãy làm cho những người xung quanh yêu mến bạn bằng cái năng lượng sức sống và cái sự sống tràn trề trong con người bạn. Ok, như vậy bây giờ hãy liệt kê ra danh sách những người mà bạn muốn kết nối mà có nhiều kinh nghiệm và kiến thức, để chúng ta có những cái nền tảng căn bản và lực hút tiền lớn để mà bạn kiếm được thu nhập đạt mục tiêu của mình. Số 5, hãy liệt kê ra danh sách những thứ bạn sẽ mua nếu như bạn đang thực sự rất là giàu có và đạt mục tiêu về thu nhập. Nếu như bạn muốn một ngôi nhà, hãy đi đến ngôi nhà đó và xem. Nếu bạn muốn một ngôi biệt thự, hãy đi đến những cái ngôi biệt thự mẫu và nghe tư vấn về giá, vân vân. Nếu như bạn muốn một chiếc ô tô, một chiếc Mercedes, một chiếc Lamborghini, hãy đến xem chiếc ô tô đó và thực sự cảm nhận và sờ đến những cái thứ mà bạn muốn mua. Thì hãy liệt kê tất cả những cái thứ mà bạn sẽ mua khi mà đạt mục tiêu thu nhập, và hãy tưởng tượng về nó. Hãy tưởng tượng về những cái cảm xúc rất là hạnh phúc khi bạn có nó như thế nào. Hãy để nó lưu lại trong tâm trí. Hãy để cho tiềm thức của các bạn tìm cách để mà chúng ta đạt được những thứ mình muốn. Các bạn biết không, bạn tin là bạn làm được thì bạn đúng, và bạn tin bạn không làm được thì bạn cũng đúng. Thì cứ tin tưởng vào chính mình và hãy quyết tâm và làm hết mình với cái mục tiêu của mình. Đừng lo lắng. Tiếp theo, hãy chi trả cho bạn trước. Các bạn biết rằng việc thu nhập từ việc làm thuê rất là khó để chúng ta kiếm được nhiều tiền và tự do về thời gian, đúng không? Rất là nhiều người khi mà chúng ta có một cái khoản thu nhập nào đó, chúng ta thường chi tiêu trước rồi mới tiết kiệm. Các bạn chi trả cho công việc là sinh hoạt hàng ngày nè, những khoản nợ nè, rồi mua sắm những cái gì mình thích, rồi tự do tận hưởng, rồi tặng người này người kia vân vân. Rồi sau đó còn được bao nhiêu thì chúng ta mới mang cái khoản đó để tiết kiệm, để sau này mình đầu tư, mình kinh doanh, để mình phát triển sự nghiệp cho mình, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta hãy làm cách ngược lại. Chúng ta hãy chi trả cho bản thân mình trước. Đó là khi mà có một cái khoản thu nhập thì chúng ta hãy học cách đó là lấy ra một cái khoản để tiết kiệm. Theo cách tính trong cuốn bộ Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki, chúng ta sẽ lấy 10% khoản thu nhập của mình bỏ vào cái lọ tiết kiệm. Khi mà sau một thời gian thì chúng ta sẽ có một cái khoản để đầu tư kinh doanh, để sinh lời, để làm thế nào để tạo ra được dòng thu nhập thụ động, hoặc làm thế nào để dùng đòn bẩy về thời gian, về tiền bạc, về internet vân vân, để có thể nhân rộng được thu nhập của mình. Thì đó là cách mà chúng ta chi trả cho bản thân mình trước khi mà chúng ta chi trả những cái khoản khác. Bởi vì khi mà chúng ta chi trả cho cái việc đầu tư kinh doanh chính là chi trả cho tương lai của chính mình, chi trả cho sự tự do về thời gian, tự do về thu nhập của mình trong tương lai. Như vậy thì khi mà có một cái khoản thu nhập, hãy lấy ra đâu đó 10% hoặc hơn để chi trả cho bản thân mình trước. Số 7, hãy yêu quý bản thân mình và tin tưởng rằng bạn xứng đáng trở nên giàu có. Bạn xứng đáng đạt được mục tiêu thu nhập của chính mình. Bạn là một người có trách nhiệm. Bạn là một người biết phấn đấu, nỗ lực mỗi ngày. Bạn đã hy sinh và sẵn sàng trả giá rất là nhiều thứ để đạt mục tiêu thu nhập của mình. Những người họ duy trì sự giàu có và thịnh vượng của mình, họ tin rằng họ xứng đáng đạt được con số thu nhập đó. Nên ngay từ bây giờ, hãy tin tưởng rằng bạn xứng đáng có được dòng thu nhập cao đó, và bạn xứng đáng trở nên giàu có, xứng đáng đạt được cái mục tiêu và ước mơ sống trong cái phong cách sống mà bạn muốn. Bonus cho các bạn thêm một điều, đó là hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Thì vui vẻ và hạnh phúc sẽ khiến cho cái hành trình và làm giàu đạt mục tiêu của các bạn trở nên thú vị hơn. Giàu hay nghèo cách nhau bởi suy nghĩ. Tiền được hút đến bạn hay bị đẩy ra khỏi bạn là phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Và việc xem kênh YouTube này, kênh YouTube Tomato Hường Official, cũng là một cách để giúp cho các bạn tăng thêm lực hút tiền của mình. Hãy đăng ký ngay kênh YouTube của Hường. Và nếu như các bạn cảm thấy video này có một chút nào đó thú vị, hãy like, comment và chia sẻ video này đến những người họ cần. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Hãy nhớ subscribe để ủng hộ kênh của Hường tiếp theo nhé.